Sáng nay, ngày 5 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát ra công điện khẩn cấp về việc ứng phó với cơn lũ đang lên rất nhanh trên sông Bồ và sông Hương. Theo đó, mực nước lúc 9 giờ ngày 5 tháng 11 trên các sông đang ở mức rất cao, cụ thể như sau. Sông Hương tại Kim Long 3,74m, trên báo động 3 0,24m. Sông Bồ tại Phú Ốc 5,03m, trên báo động 3 0,53m. Sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 59,59m, trên báo động 1 0,59m. Sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,33m. Sông Trùi tại Cầu Trùi 3,53m. Tình hình này cũng đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh ngập sâu, có nơi hơn 1m vào sáng nay. Dự báo trưa và chiều cùng ngày, lũ trên các sông Thừa Thiên Huế tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao. Trên sông Hương, nước sẽ dâng cao hơn nhiều mức báo động. Trên sông Bồ, có khả năng vượt mức lũ lịch sử xảy ra vào năm 1999, các sông nhỏ vượt mức báo động 3. Trong thời gian này, nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và gây ngập lụt sâu các vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thành phố Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.